Bạn cần đặt viên kẹo này ở chính giữa này. Đấy, vậy là xong, thật là hoàn hảo. Kẹo dẻo trông đẹp nhất trên bánh ngọt này. Jennifer, nó không thua với bạn đâu. Bạn sẽ làm hỏng mọi thứ. Hãy thêm bánh quy sô-cô-la vào đây này. Đây là những gì mình cần. Tại sao bạn lại quyết định mọi thứ cho hai chúng ta? Đó không phải là cách mọi thứ sẽ hoạt động đâu. Ê, bạn là gì chứ Jennifer? Không ai dám làm hỏng món ăn của mình đâu. Bây giờ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ. Đừng làm vậy nữa, bạn đã nhồi mình với nước sô-cô-la rồi. Màu nâu hợp với bạn đấy. À, vậy chứ gì. Vậy thì bạn sẽ nhận được quà thôi. Không, bạn làm hỏng mái tóc của mình rồi. Trời ạ, mình nghĩ rằng chiếc sừng này rất là tuyệt vời với bạn đấy. Bạn thì bị bạn làm sao vậy? Ôi, đây là việc cuối cùng rồi đấy. Ồ, bạn cho phép mình làm cái gì vậy? Có vẻ như một số tiếng la hét đang phát ra từ nhà bếp. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ai đã tạo ra mớ hỗn độn này? Trời ơi, để dọn dẹp mọi thứ ở đây mất nhiều thời gian lắm đấy. Đó là tai nạn thôi. Đây là lỗi của Jennifer hết đấy. Không phải, Mia đã bắt đầu mà. Cả hai bạn sẽ phải trả lời cho điều này thôi. Bây giờ đi thẳng vào thử thách thôi. Oh wow, mình thích nó ở đây. Ôi, một trong hai chúng ta sẽ qua bánh xe trước. Và đó sẽ là mình thôi. Tuyệt, chúc mình may mắn đi. Wow, đây là khoai tây chiên. Mình biết rằng mình sẽ may mắn mà. Mia nhìn kỹ lại đi, bạn thực sự có run đấy. Bạn đang lừa dối mình Jennifer, mình sẽ không gục ngã đâu. Mình có khoai tây chiên trên bánh xe mà. Thôi được rồi, mình vẫn sẽ nhận được một cái gì đó tuyệt vời thôi. Tỏi, bạn có nghĩ rằng đó có ngon hơn khoai tây không? Thật là buồn cười. Nhưng nó đâu rồi, mình không thấy gì cả. May mắn rồi. Ôi, đây là vòng cổ tỏi cũ này. Ê, tại sao nó lại thôi vậy? Làm ơn, giữ lấy nó chính xa mình ra. Nhưng mình phải làm gì với nó đây? Mình không muốn ăn cái này đâu Mia. Mình nghĩ, mình đã nghĩ ra cái điều gì đó rồi. Thú vị cái gì nhỏ? Bạn sẽ thấy thôi. Để lúc đầu là mình sẽ kéo cái này lên nhá. Và tiếp theo là gì? Cho đến nay mình vẫn không hiểu. Đừng vội vàng, thiết bị khéo léo này sẽ giúp mình loại bỏ lớp vỏ của nó chỉ trong vài giây thôi. Hãy kiểm tra xem nó đã được chơi nhé. Mình chắc chắn rằng kế hoạch của mình đã thành công rồi. Ồ, răng thật là sạch, đáng yêu quá đi mất. Đấy, mình nói với bạn rồi mà. Nhưng chúng vẫn có mùi kinh khủng luôn. Trong điều này bạn không may rồi. Được rồi, mình vẫn có thể sắp xếp chúng mặc đẹp trên bánh chiếc pizza của mình. Đấy, nhìn trông giống một hình trái tim, thực sự rất là đẹp đúng không? Có vẻ rất là tốt, nhưng mình nghĩ mình có thể làm được tốt hơn. Mình có thể tạo ra điều kỳ diệu với những cục khoai tây này. Mình sẽ đổ mọi thứ lên bánh pizza và trải nó ra. Đấy, đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Mình nghĩ đó là một kiệt tác rồi. Mình đã vẽ chân dung của mình, nhìn thấy chưa? Thật là kinh khủng. Ôi, lại tỏi bốc mùi hôi thối. Đừng để ý đến chúng, những điều nhỏ nhặt thôi. Hãy cứ tận hưởng nghệ thuật cao đi. Ôi, cái này sẽ giúp làm điều đó dễ dàng hơn nhiều. Ăn bánh pizza của bạn đi. Có chứ sao, nhưng mình chỉ muốn nhìn nó thôi. Không, không, không được, đây là quy tắc rồi, bạn phải ăn nó. Nếu không, bạn sẽ phải chịu đựng hình phạt thôi. Ôi không, khi không đưa điều này, mình chưa sẵn sàng cho việc này đâu. Ôi, đấy, bạn đáng trách mà. Đấy, mọi thứ đã rõ ràng rồi, bạn sẽ phải sử dụng máy sinh tố thôi, để mình giúp bạn nhé. Đừng Mia, mình cầu xin bạn đấy, chúng ta là bạn mà. Đúng rồi, và hỗ trợ cho nhau là một cách thân thiện nhất. Trời ơi, thật là kinh khủng. Hãy tưởng tượng đó là một ly sữa lắc nhé. Bạn có một trí tưởng tuyệt vời mà. Mình nghĩ mình sẽ rót ra ly cho bạn, xác thực hơn một chút. What? Đừng Mia, trời ạ, sẽ không có ích gì đâu. Tại sao? Nhìn ngon miệng làm sao mà, nhìn nó đi. Thích thì bạn tự đi mà uống nhá. Mình không thể tưới đi niềm vui của bạn đi được. Được rồi, nhìn này, để bạn cho xấu hổ một chút nhá. Không, mình không thể xấu hổ chút nào, đây là niềm vui để xem. Đây thực sự là nụ uống tệ tệ nhất mà mình từng nếm. Phù, đây là hơi thở của mình, hôi thối quá. Hình như có cái gì đó thối rữa ở đây thì phải. Bạn ngậm miệng lại đi. Mình xin lỗi, mình không nghe thấy những gì bạn đang nói. Mia, bạn đang làm gì vậy? Hãy tỉnh lại đi. Có vẻ như cô ấy ngất đi trong một thời gian dài rồi. Cần được phạt sống. Mia,
tỉnh đi, tỉnh đi. Cái gì, mình đã bất tỉnh rồi sao? Ôi không, khoai tây chiên, không tệ chút nào, đã đến lúc làm mới rồi. Mình đã sẵn sàng để qua bánh xe rồi nhá. Ôi, được rồi, chúc may mắn. Giá như mình có thể gặp may mắn. Ôi, mình thậm chí còn không biết phải nói gì. Tình hình là rất là mơ hồ. Và mình sẽ nhận được cái gì? Ôi, đó là một con cá hôi thối. Thật tốt khi có Nutella, nhưng mình sợ rằng sẽ không cứu được đâu. Mình hy vọng mọi thứ sẽ rõ ràng và rất ngon. Kẹo chua. Ôi, đây là một bất ngờ khá là thú vị đấy. Ừ, chúng đây, nhìn đây này. Cũng đầy đủ luôn, tuyệt quá. Mình rất mừng cho bạn. Nhưng thầy thật mà nói, hơn hết mình muốn đổi bạn cho chỗ khác đấy. Mặc dù mình có một lựa chọn khác, mình chỉ sử dụng Nutella thôi. Hy vọng điều này sẽ không vi phạm các quy tắc. Ôi, sô-cô-la tuyệt vời quá đi mất. Mia, có vẻ như bạn đang vi phạm quy tắc đấy. Mình không hiểu bạn đang nói cái gì luôn. Mình siêng năng bôi Nutella lên má. Nó không dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Ê, bạn đang nghĩ gì vậy Mia? Thìa đã thừa rồi, cần phải đổ hết cả ra ngay lập tức luôn. Ồ, vẫn còn một ít thừa đây này. Mình cần phải lấp mọi thứ luôn. Ôi, ngon đến mức không thể ngừng được. Ôi, mình thực sự không thể rời tay ra khỏi cái lon này. Giữ chặt lên, mình sẽ cố gắng gỡ bỏ nó. Cẩn thận, bạn sẽ xé hết tóc của mình ra mất. Xin lỗi, nhưng mình không thể làm được gì cả. Đấy. Ôi, hãy nhìn xem này, nó tự bỏ ra rồi. Xin chúc mừng, đó là một tin tốt. Đến lượt mình nhé, mình muốn thử món ngon của mình nào. Ôi, họ nói những viên kẹo này rất là chua, đã đến lúc phải kiểm tra. Wow, mọi thứ bên trong của mình bị đảo lộn lên rồi. Tốt nên rũa nên rất ngon. Mình đã sẵn sàng để ăn hết mọi thứ. Nhưng mà trước tiên mình phải lại bỏ mất cái giấy thừa này nữa. Điều này tốt hơn nhiều rồi đấy, đã đến lúc phải trang trí bánh pizza của mình rồi. Có lẽ bạn có thể đối xử với mình tuyệt vời hơn. Không, mình có kế hoạch khác mà. Mình muốn làm vụn bánh kẹo này này. Tuyệt vời chưa? Bạn thực sự nghĩ rằng điều này sẽ hiệu quả sao? Tất nhiên rồi. Đừng có chùi mũi vào miệng của mình nữa. Nhìn này, mình đã làm được rồi đây này. Wow, cái đó trông thực sự rất là tuyệt vời đấy. Hoan hô, mình rất ngưỡng mộ bạn. Ôi, mình hoàn toàn quên mất rằng mình có một con cá khác nữa này. Hay giả vờ như nó không tồn tại nhé. Jennifer, pizza của bạn đã sẵn sàng rồi. Hình như có gì đó thiếu kia đây. Bạn đã có cá mà. Ừ, nó đây rồi. Ôi, bạn chu đáo quá. Ừ, làm sao mà ấy được. Trang trí pizza của bạn đi. Điều này trông thật là kinh tởm, cá sẽ làm hỏng mọi thứ đấy. Nhưng cái này nó sẽ theo cách của bạn vậy. Mình sẽ không có lựa chọn nào khác. Bạn đã làm một công việc rất tuyệt vời. Tất cả những gì còn lại là phải ăn nó. Mình đã sẵn sàng để làm thử rồi đấy. Ôi, một chiếc bánh pizza thật ngon và độc đáo. Ôi, của mình cũng không tệ lắm đâu. Nhưng mà con cá làm hỏng mọi thứ. Nếu không có nó thì mình sẽ rất thích nó đấy. Thật tốt khi không cần thay đổi cái gì trong pizza của mình. Nó thật hoàn hảo. Ôi, mặt mình bị sao vậy? Bạn đang nhìn chằm chằm cái gì vậy? Mia, ăn phần của bạn đi. Chúng ta cần vẫn nhanh chóng kết thúc việc này thôi. Mình mệt mỏi với việc lộn xộn với cá đó rồi. Trời ơi, đây là đầu cá. Sợ quá. Ôi, bạn đi đâu vậy? Ngồi xuống đi. Chào mừng bạn đến với thử thách của kênh Barada. Wow. Ôi, chắc chắn có gì đó ngon ở dưới nắp rồi. Thế này thôi sao? Chỉ có một chiếc bánh quy. Trời ạ, nó có trong một người còn quá ít. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lấy thẻ thôi nhé. Và sau đó chúng ta sẽ quyết định ai có thể chạm vào món này. Rõ ràng đó không phải là số phận của tớ thủ Oreo rồi. Hoặc tớ có thể làm điều đó rất nhanh. Ê, cậu không kịp đâu. Thế được rồi, đồ tham lam. Hoàn hồ, tớ có thể liếm kem. Còn tớ có thể ăn, thậm chí còn hay hơn. Kết, tại sao cậu là người đầu tiên? Tớ cũng muốn mà. Bởi vì khi cậu ăn, tớ sẽ không thể liếm được nó. Và tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Tớ sẽ liếm hết cả nhân. Jennifer, nhưng cậu không cần phải lo. Đặc biệt cho cậu, tớ sẽ dán bánh quy lại bằng keo sinh học. Cậu đang làm gì vậy? Tớ không muốn ăn bánh quy giấy đầy nước bọt của cậu đâu. Trời ạ, nó khiến tớ phát ốm đi được ấy. Ôi, kinh quá. Trời ơi, đồ kinh khủng. Ê, tại sao lại tớ? Tớ chẳng liên quan gì mà. Mùi hôi thối này đến từ đâu vậy? Các bạn, hình như tớ hiểu rồi. Nó phát ra từ dưới nắp. Ôi, trong đó có gì vậy? Ôi, cá.
Thật là kinh tởm. Bịt mũi lại đi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem ai là người may mắn nhá. Ôi không, không phải tớ rồi. Tớ sẽ liếm cá. Ôi tớ, tớ sẽ không làm gì với nó, hay quá. Hóa ra là thẻ đâm vào đầu khá khó là khó chịu đấy. Nhưng không sao, tớ sẽ không phải ăn cá thôi. Rõ ràng số phận này đang chờ tớ rồi. Không, tớ không muốn ăn nó đâu. Mia, cậu sẽ là người đầu tiên nhá. Thôi được rồi, tớ sẽ cứu cậu. Ôi, nó khó hơn tớ nghĩ đấy. Tớ không thể. Cậu phải ăn. Nếu tớ muốn nôn, đó là lỗi của cậu. Không, không, tớ không thể. Không thể, hiểu chưa? Cậu phải làm thôi. Cứu, cứu. Ôi, các bạn thật là quá đáng. Bây giờ lưỡi của tớ hôi đầy mùi cá rồi. Kết, cậu sẽ chửa thôi. Mở miệng ra, con cá đang bay đến mồm cậu này. Sao, có ngon không? Chính xác, cần phải cắn cái đầu nó đi ra chứ nhở. Kinh quá. Trời ơi, tớ đã cảm thấy mùi nấy tràn ngập từ bên trong rồi. Và chúng tớ cảm thấy nó lan tỏa ở trên khắp phòng. Kết, cậu cần phải hoàn thành con cá của cậu nữa. Bỏ ra đi. Đây là trận đòn hồi thứ nhất mà tớ từng trải qua. Mở nắp. 3, 2, 1. Wow, một chiếc bánh thật là lớn và ngon. Chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy? Ăn thôi nào. Từ từ, trước tiên cần phải lấy thẻ đã. Oh, tớ sẽ được liếm kem. Còn tớ có thể cắn nó. Còn tớ rõ ràng người không may mắn nhất, không được ăn bánh. Tớ nghĩ sẽ không ai làm phiền nếu tớ thử ít nhất một chút đúng không? Ê, đây là điều trái quy luật. Cậu không thể xấu hổ sao? Vì cậu mà tớ sẽ ăn ít kem hơn. Nhân tiện đến lúc nó liếm càng sớm càng tốt nào. Ngon làm sao? Cậu đang làm gì vậy? Cậu ăn hết kem thì tớ sẽ nhận được cái gì đây? Ôi, tớ mặc kệ chứ. Dừng lại, đủ rồi. Ôi, đến lượt cậu ấy ăn bánh. Jennifer, tớ sẽ ghen tị nếu tớ là cậu đấy. Ôi, tớ sẽ thử chiếc bánh này nhá. Ôi, đúng rồi. Tớ chưa bao giờ ăn cái gì đó ngon hơn. Có lẽ cậu có thể cho bạn bè thử được không? Không, chiếc bánh này là của tớ và mình tớ thôi. Vậy thì hãy thử nó, tất cả thử luôn đi nhá. Nhận lấy đi. Ôi không, tớ bị dính đầy mặt rồi. Các bạn không thể xấu hổ sao? Nhận lấy đi. Nhận lấy đi này. Ai, ngon và đau thế. Cậu đang làm gì vậy? Mặt tớ bây giờ đầy kem rồi kìa. Ôi, nhưng mà rất tuyệt bởi vì nó rất ngon mà. Không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở vòng này. Trời ơi, tớ muốn đồ ngon không phải thứ kinh tởm. Tớ ghét phô mai, đặc biệt là có mùi. Đến lúc phải phân loại thẻ ra rồi. Ai sẽ là người may mắn nhá? Ôi, tớ hoan hô. Tớ không cần phải chạm vào phô mai này. Ôi không, tớ sẽ phải cắn nó. Còn tớ liếm, nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Hy vọng lần sau tớ có hơi thở sẽ không mùi như thùng rác. Điều chính là bịt mũi của bạn vào. Nó trông dễ dàng quá đấy. Cần phải lấy kẹp quần áo ra khỏi mũi. Ôi, tớ đang thấy sợ quá. Mia, đến lúc cậu phải ăn nó rồi. Ôi, tớ không muốn chút nào. Tớ sẽ không làm điều đó bởi vì tớ không muốn. Cậu sẽ phải ăn thôi. Ôi, thôi được rồi, ăn đi ăn. Tớ sẽ chứng minh rằng tớ là cô gái dũng cảm và mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Xong rồi. Ừ, và xanh nhất luôn. Ôi, phun muốn ra. Các bạn, ôi, mặt nạ độc đi. Ôi, có vẻ như mùi phô mai này đã làm mọi người ngất hết rồi. Ở vòng cuối này, chúng ta chắc chắn sẽ có một món ăn rất là ngon. Cùng nhau mở nắp nhé. Ôi, thật tuyệt. Kẹo cao su. Và lại còn vị ngon nhất chứ. Hubba Bubba, hay quá. Chúng ta cùng xem ai là người may mắn lần này nhé. Ôi, may quá, tớ sẽ được ăn nó. Ôi, tớ thậm chí cũng không được chạm vào nó luôn. Còn tớ sẽ được liếm nó, cũng khá là tuyệt mà. Thôi được rồi, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Ôi, tớ có thể là người đầu tiên không? Tớ xin đấy. Được rồi, hãy để Jennifer bắt đầu. Ôi, tớ chỉ thử một chút thôi. Mặc dù... Không,
Nó ngon quá. Tớ không thể nghỉ ngơi cho đến khi tớ giải quyết được hết cái này luôn. Cậu đang làm gì vậy? Tớ sẽ không nhai cậu cao su dính đầy nước bọt của cậu đâu. Ôi, quá muộn rồi. Nó đã như thế hết rồi mà. Ôi, kinh tởm. Ôi, ăn ngon miệng nhá. Thật là kinh tởm. Ôi, không, bỏ nó ra đi. Tại sao tất cả những thứ rác rưởi lại rơi vào tớ vậy? Không ai muốn cậu cao su cùng với tóc của tớ sao? Không, không, không cần đâu. Hãy đăng ký kênh Barada để không bỏ lỡ những thử thách không kém phần hấp dẫn khác nhé. Nó sẽ rất vui, ngon và rất thú vị. Còn bây giờ tạm biệt các bạn.